Gió là một thằng nhỏ sinh ra trong một gia đình chịu đời làm mướn. Vốn dĩ cha mẹ muốn đặt tên cho nó là Phong, nhưng ông nội của nó là ông Tám Đẹt cãi. Mình là người Việt, đặt sao á cho nó thuần Việt. Phong á là gió, đặt tên cho nó là gió đi. Thế là mọi người đành phải theo ý ông. Nhưng người nhà quê chữ nghĩa kém, nên ông nói sao viết vậy. Thế là thằng nhỏ được gắn cái tên Lâm Văn Gió. Gió lớn lên cù bơ cù bắp, vì ai cũng phải lo kiếm chuyện bằng. Con nít cứ vậy mà rong chơi, đi theo đứa lớn nhất rong ruổi khắp xóm. Vậy đó, chứ tiền mua gạo còn không có, lấy gì đi học. Trò chơi của chúng cũng theo mùa. Đầu mùa mưa thì đi bắt dế. Dế cũng nhiều loại, dế than, dế lửa, dế than hồng. Lâu lâu còn đi đào dế cơm nữa. Con dế cơm bự bằng ngón tay cái của mấy đứa nhóc, bỏ đầu, bỏ đít rồi xiên que, đem nướng trên than, vậy mà ngon. Dì béo đó đến giờ nó vẫn còn trên đầu lưỡi tôi, một thời trẻ trâu đáng nhớ. Thế nhưng thích nhất vẫn là bắt dế đá. Ăn thua nhau cũng chỉ là mấy quả trái cây thôi. Nhưng hồi đó như vậy là thích lắm, vì làm gì có bánh trái ê hề như bây giờ. Thậm chí mấy đứa nhỏ nhà giàu, nó cạp xoài rồi bỏ vỏ, còn dính tí xíu thịt xoài trên vỏ. Vậy là đám nhóc bu tới, rồi cạp lấy cạp để. Vậy thì trái cây ở đâu ra mà cá độ, thì đi trộm chứ đâu. Những lần như vậy thường là thất bại. Nghe có động là mấy con chó canh giường nó chạy ra với cả đám chạy cố cờ. Đám nhỏ thường ra những cánh đồng cỏ có nhiều bụi gai mà bắt. Vì sao mấy lần thua bẻ mặt, về nhà hỏi người lớn thì được chỉ rằng mấy con dế nó càng ở những chỗ hóc búa thì đá càng hay. Nhưng hay nhất là dế lửa. Thường thì dế lửa nhỏ con hơn dế than hay dế than hồng. Tuy nhiên khi đã đồng chạm thì hiếm khi nào nó thua. Với lối đá càng đắt cực kỳ hiểm hóc, có thể hạ gục bất cứ đối thủ nào. Thằng gió và đám bạn đứng giữa đồng nghe ngóng. Tiếng dế vang lên giữa trưa hè, cái nắng say chắc chiếu xuống mái đầu cháy nắng chàng que, chiếu xuống tấm lưng đen nhảm của đám nhóc. Tụi nhóc đã quen rồi nên không còn thấy nóng nữa. Cái tụi nó quan tâm là phải tìm một siêu chiến binh để đánh bại thằng Mao. Thằng này bắt được một con dế lửa sắc lớn trong khu Gò Mã, đem về nó ăn hết dế chiến của cả xóm dưới, nên đám con nít xóm dưới đứa nào cũng bực. Biết khu Gò Mã có dế hay, nhưng đám nhóc không đứa nào dám bén mảng tới. Mấy lần đi ngang buổi trưa, dù trời nóng, nhưng khi bước ngang qua mấy bụi tầm dông đằng trước khu Gò Mã, gió cảm thấy ớn lạnh lạ thường. Tiếng kẽo kẹt do mấy cây tầm dông bị gió đưa cả vào nhau, cùng tiếng xào xạc của lá, nó tạo ra một cảm giác khiến những người hơi yếu bóng vía sẽ cảm thấy hoảng sợ. Vậy mà thằng Mao lại dám vô đó mà bắt dế, đúng là gan cùng mình. Thật ra thì chưa ai thấy có ma quỷ gì trong đó, chỉ là người lớn hù tụi nhỏ để tụi nó không đi vô nơi cấm kỵ mà quậy phá mà thôi. Cả buổi trời đào bới, toàn mấy con dế ốc tiêu nhỏ con mà lớn họng, đứa nào cũng cảm thấy chán nản. Mấy con này thì làm được cái gì? Thằng lớn nhất đang vuốt bột hôi trên trán thì tự nhiên một cơn gió mát thổi vào mặt nó. Đầu nó quay mòng mòng một hồi, mắt từ từ nhắm lại. Trong tâm thức, một giọng nói vang lên trong đầu nó: vô Gò Mã đi, dế nhiều lắm. Giọng nói đó cứ vang lên trong đầu nó, rồi nó chợt rùng mình một cái. Nó nhìn xung quanh, đám nhỏ đang tranh luận với nhau y xèo. Nó đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn từng đứa trong nhóm. Nó lên tiếng: hay là mình vô khu Gò Mã bắt. Tụi nhóc xóm dưới á, nó không dám vô, nên chắc là có nhiều dế bự lắm á. Một thằng lên tiếng: thôi mày, tí tao nói trong đó hả, có con quỷ mặt bự á, vô đó nó bắt là chết đó con. Thằng lớn nói: vậy sao thằng Mao nó vô bắt dế mà không bị gì? Đám nhỏ nhao nhao: chắc nó xạo đó mày ơi, thằng đó nhắc thấy mẹ mà. Thằng lớn tự nhiên gằn cổ lên: vậy tụi mày ở đây đi, tao vô đó bắt một mình. Thằng này hôm nay ăn trúng cái gì hả? Đó là câu hỏi hiện ra trong đầu đám nhỏ lúc này. Thế nhưng nó lại như là thủ lĩnh, từng đứng ra bảo vệ mỗi khi mấy đứa nhỏ hơn bị tụi xóm dưới ăn hiếp, nên cả đám đều nhìn nhau rồi cùng đi theo. Khu Gò Mã đó nằm sát bên ruộng quan,
mà tụi nhóc đang bắt. Nhưng vì sợ nên tụi nó chỉ dám bắt bút ở phía dưới. Cả đám bước lên con đường bờ cho mát, vừa đi vừa chọc ghẹo nhau, cười nói vang rền. Tuy nhiên, khi đến gần mấy bụi tầm dông thì đứa nào cũng tự động ngưng lại. Tụi nó thấy có cái gì đó khác khác. Riêng thằng lớn thì cứ bước băng băng, nó lẳng vào một cái mã bằng đá ong xây đã lâu rồi khuất dạng. Cả đám nhóc đứng bên ngoài nhìn nhau, có đứa sợ quá bàn lùi. Hay về đi mì ơi, tới giờ ăn cơm rồi đó. Mặt trời đứng bóng, chắc có lẽ là 12 giờ trưa rồi. Thời đó làm gì có đồng hồ, nên tụi nhỏ đón vậy thôi. Có mấy đứa bỏ về trước, nhưng phần lớn đều ở lại. Cô gió nói, sao lâu quá không thấy nó ra vậy bay? Có khi nào nó bị quỷ mật bự bắt rồi không? Hàng loạt ý kiến được đưa ra, nhưng đứa nào cũng không dám vô. Cuối cùng tụi nó đành quay về. Chắc nó bắt xong rồi ra. Tuy nhiên, 5 giờ chiều hôm đó, gia đình gió đang chuẩn bị cơm nước. Ông nội gió và tía gió đang bàn chuyện đồng án, thì chú Song, ba của thằng lớn nhất bước vô. Tuy vẫn giữ lễ phép, nhưng mặt ông lộ ra vẻ hoảng hốt. Gió, mày có biết con chú đi đâu không? Gió ngạc nhiên. Dạ, nó chưa về hả chú? Ông nội của gió quay qua hỏi. Mày có đi chơi với nó không con? Gió nói, dạ có, tụi con đi bắt dế. Rồi nó cúi mặt lý trí vì sợ bị rầy. Rồi tụi con... Tía của gió đưa mắt nhìn. Rồi sao nữa? Gió giật mình. Dạ, rồi thằng Trúc á, nó gửi tụi con vô khu Gò Mã sớm dưới Bắc. Tụi con không dám vô nên đi về luôn. Chú Song nghe vậy thì hỏi dồn. Vậy thằng Trúc, nó có vô đó không? Trời ơi, tôi đã nói rồi mà nó không nghe. Tía của gió nói. Vậy còn thằng Trúc, nó có vô không? Gió. Ông hét lớn làm gió càng quảng. Dạ, ông nói vô đó một hồi không thấy ra, rồi tụi con mới về. Ông nội của gió sốt sắng. Bây giờ á, bay tới đó tìm thử coi. Cha của Trúc nghe vậy thì liền chạy biến đi. Ông nội gió đứng một hồi lâu rồi cũng quyết định chạy theo. Chợm sớm thấy cha của Trúc khói thả, cũng theo xem có chuyện gì đặng giúp đỡ. Vừa đi, cha của Trúc vừa kể lại, nhưng ai cũng chẳng an. Có khi nó ham bắt dế á, rồi quên giờ dắt. Có khi nãy giờ á, anh đi kiếm á, là nó về tới nhà rồi đó. Thì nhưng cũng phải kiếm cho chắc ăn chứ. Chú Song chiếu mày, nói rồi đi tiếp. Do bên đường bờ có cây che phủ, nên chỉ mới hơn 5 giờ rưỡi mà đã thấy âm u chớm tối. Cả đám người lùng sục trong đám mã. À! Tiếng la của ai đó làm cho mọi người súng lại. Đến nơi thì ai cũng nấy đều ngỡ ngàng khi thấy xác một người đàn ông treo lủng lẳng trên cây lồng bức trong bụi che gai gần đó. Trúc đang nằm bất động bên trong. Điều lạ là dù bụi che gai chằng chịt mà Trúc chui vào đó bằng cách nào mà không có một vết xước. Trúc Song cùng mọi người tìm cách gỡ bụi che đưa Trúc ra. Mấy người còn lại thì tìm cách xử trí cái xác và báo cho chính quyền. Cái xác là của một người đàn ông tầm thước, da ngăm đen, mặc áo sơ mi, đeo dây nịt chỉnh tề, có vẻ là người khá giả. Lưỡi ông ta thè dài ra, mắt bị sung huyết đỏ thẫm, tay chân duỗi thẳng, và đặc biệt là vừa khai mùa nước tiểu, vừa thóc bụi phân, đụng quần ướt nhem. Khi đưa được Trúc ra ngoài thì gờ da thịt nó thấy lạnh ngắt. Mọi người lặt đặt tìm dầu tới bóp cho nó ấm lại, giặt bát rồi bấm nhân chung, làm đủ cách cho nó tỉnh lại nhưng không được. Chú Song bèn ẵm nó chạy đi tìm thầy Lan. Nhà ở quê cách xa nhau, vậy mà ông ẵm đứa con chạy băng băng mấy cây số đến nhà bác Chính Đờn Cò để ổng chữa bệnh. Thế là sau khi được ông cho uống một thang cứu chương, Chúc sặc lên ho ho mấy cái rồi tỉnh dậy. Ông Chính tuổi đã già sung sung hỏi, vợ cháu thấy chồng người sao? Nói ông biết đặng dễ theo dõi. Chúc nói, dạ con thấy chóng mặt lắm. Rồi nó liên tục dụi dụi mắt rồi hốt hoảng. Trời ơi, sao con thấy cái gì cũng mờ mờ vậy nè? Ông Chính ra hiệu kêu chú Song đỡ nó xuống, giữ nó bình tĩnh, rồi sử dụng bộ giác hơi mà giác cho nó. Khoảng nửa tính sau, ông Chính giật mấy cái chung ra. Bên dưới là một đốm tròn bầm đen. Sau đó ông giật tiếp. Lưng của thằng Trúc đen thui những vết tròn.
Ông Chính nói: "Thằng nhỏ dính cho độc nặng quá, giờ cũng tối rồi, con có về thì về đi, để nó lại đây chú theo dõi." Nghe thấy vậy, chú Song cũng xin phép ra về. "Dạ, chú gắng giúp giùm con chỉ có duy nhất mình nó." "Được rồi, bà yên tâm," ông Chính đáp. Tuy nhiên, ông Chính mắt mờ nên không để ý một chi tiết. Cổ của thằng Trúc có một vết dây xiết màu tím nhạt mà nhìn sơ qua khó mà thấy được. Khi về đến nhà, bà con bu đến nhà chú Song chặt cứng. Phần gì quan tâm thằng Trúc, phần gì thắc mắc chuyện người đàn ông treo cổ